ngày 17 tháng 5, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 57, nhiệm kỳ 2020-2025 để xem xét cho ý kiến và một số nội dung tờ trình theo chương trình công tác do các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trình. Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị. Theo đó, tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét và cho ý kiến vào các nội dung gồm: dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị số 31 ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới trên địa bàn huyện Định Hóa. Báo cáo nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Định Hóa lần thứ 21 nhiệm kỳ 2024-2029 và thực hiện công tác cán bộ. Sau khi nghe nội dung trình tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các văn bản dự thảo trình tại hội nghị. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan thường trực thực hiện các nội dung trên và tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Trên cơ sở đó, chỉnh sửa bổ sung nội dung để triển khai thực hiện theo thời gian quy định.